chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một quân trường của quân lực Việt Nam cộng hòa mà quân trường này huấn luyện những sĩ quan tốt nghiệp một cách gọi là chuyên nghiệp để đóng góp trong quân lực Việt Nam cộng hòa chúng tôi đề cập đến trường đại học Chính tranh anh chị thưa quý vị tổng cục anh chị có hai quân trường một trường mà chúng tôi vừa nhắc đến đó là trường Đại học Chiến tranh Chính trị, đà, à, tọa lạc tại Đà Lạt và trường thứ hai có tên là Trung tâm huấn luyện cán bộ Chiến tranh Chính trị, tọa lạc tại Sài Gòn. Trung tâm huấn luyện các bộ Chiến tranh Chính trị, tọa lạc tại Sài Gòn là một trung tâm huấn luyện các sĩ quan cũng như hải sĩ quan, họ chưa có qua việc huấn luyện cũng như chưa chính thức được vào ngành Chiến tranh Chính trị. Thưa quý vị để tìm hiểu về trường đại học cái ngành chính trị hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với anh Đỗ Văn Phúc anh là người tốt nghiệp khóa một trên nhà anh chị chương trình phỏng vấn viên tiêu biểu xin được à, chào đón anh Đỗ Văn Phúc trong chương trình đặc biệt hôm nay à, xin kính chào ông Bùi Dương Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình vâng à, thưa anh Phúc xin anh cho biết là anh nghe anh biết từ đâu để rồi anh nộp đơn bước vào ngành chính trị anh chị à, thưa anh à, nói thực là tôi mê đời đến từ cái lúc còn còn thiếu niên cho nên tôi quyết chí là năm đủ tuổi thì tôi vào quân đội à, nhưng mà tôi thì học ban c tức là ban văn chương từ tôi vào trường võ bị không được. hồi đó trường võ bị lấy ban B và ban A. thì khi đó tôi cũng có một thời gian đi hoạt động trong quân đội. tôi đi làm thông dịch viên cho những đơn vị của biệt kích. À, thì cái mong ước của tôi là thế nào cũng phục vụ quân đội, à, hiến trọn đời mình cho quân đội. thì à, vào khoảng giữa năm 66, thì tôi nghe có một kỳ thi tuyển vào trường đại học chiến tranh nhân trị và tôi nghĩ trường đại học chiến tranh thì lúc đó trong cách nhìn của tôi ấy, là tôi nghĩ đây là những người ra để làm thông tin báo chí sẽ đi đây đi đó làm phóng viên cái đó có có thể cũng thỏa mãn được một phần cái chí tăng bồng của mình à, cho nên tôi nộp đơn vào vào qua một kỳ thi tuyển phải nói rất là cam go bởi vì vào cái khóa đầu tiên cho nên cái số thí sinh nộp đơn trên hai ngàn người mà họ chỉ tuyển lấy có hai trăm người thôi thành từ cái cuộc thi đó, đó thưa anh thì nó nặng về cái phần về những cái kiến thức về cuộc đời, về chính trị, về xã hội nhiều à, thì qua được cái kỳ thi đó rồi phải qua một cái kỳ khám sức khỏe tổng quát nghĩa là phải nói đạt tiêu chuẩn như một người sĩ quan hiện dịch của võ bị về vấn đề sức khỏe à, thì à, sau cùng nhưng mà anh thì... thi ở đâu anh nhà, anh dạ thưa bên thi ở đâu? hồi đó thì tôi đi thi ở Đà Nẵng Đà Nẵng vâng. dạ mà tôi là người đứng thứ sáu ở trong cái trung tâm của Đà Nẵng nhưng mà tổng cộng số người nộp đơn thi mà anh biết được tại Đà Nẵng là khoảng bao nhiêu thí sinh? Dạ thưa, cái đó thì tôi không nắm được. Nhưng, mà Nhưng... khoảng chừng, có dạ, 100 không? Không? Chịu, không, nhiều lắm chứ anh, bởi vì anh tính là toàn quốc là 2 ngàn. Ừ. Thì nếu mà chia chia trung bình ra đó, thì bốn vùng chiến thuật thì mỗi vùng cũng khoảng 4-500. À, vâng. Thì mình không kể Sài Gòn, đi, đi, đi không kể Sài Gòn, ừ. Sài Gòn quá đông. Ừ. Thì có thể nói ở vùng 1 cũng có thể lên vâng, tới vâng. 3 4 bốn dạ, vâng. vâng. Thì trong 2 ngàn đó, kỳ thi tuyển đã lấy vào là có như 200 người và sau đó qua kỳ khám sức khỏe chỉ còn có 182 83 người. Rồi đến khi mà vào quân đường Thủ Đức tại vì chúng tôi khi đó là trường bảo bị quốc gia chưa có chuẩn bị để đón chúng tôi và quân trường ở Đà Lạt cũng chưa có làm xong hoàn chỉnh cho nên chúng tôi được gửi về trường bộ binh Thủ Đức để học giai đoạn 1. Thì trong thời gian trước khi mà vào giai đoạn 1 lại bị khám sức khỏe thêm một lần nữa và loại ra thêm một số nữa thì tôi nhớ con số cuối cùng là 183 người và khi ra trường thì còn lại 168 người, tức là có một số uh, bị uh, rớt, một số bị uh, chết ở khi còn ở trong trường uh, và một số bị mất tích hồi Tết Mậu Thân thì khi ra trường còn lại là 168 người, ừ. đó là khoa 1 chúng tôi. Vâng vâng. Đề tài thi tuyển, thưa anh có thể anh cho biết những điểm chính là đề tài thi tuyển những cái gì? Dạ thưa tôi còn nhớ cái uh, tôi không nhớ chính xác lắm, ừ. nhưng mà đề tài thi tuyển như là bình luận À, một cái câu nói của một vị tổng thống diệm hay là bình luận những cái vấn đề chính chính trị thì họ biểu mình là phải viết cái lời bình luận giải thích và bình luận để họ quay từ cái sự suy nghĩ của mình sự hiểu biết của mình như thế nào thì đó là cái đề tài về về cái thi tuyển dạ. Dạ, có thi vấn đáp hay không dạ thưa không không có thi vấn đáp dạ. 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 như anh cho biết là năm 1966 dạ vâng. Dạ. thì thời thời gian nhập khóa là thời điểm nào của của năm đó Dạ thưa chúng tôi từ trung tâm huấn luyện từ trung tâm nhập ngũ số 1 đưa vào Sài Gòn trường bộ binh thủ Đức vào tháng 11 và chúng tôi được hân hạnh học chung với khoa 24 thủ Đức à, thì tại vì chúng tôi là con ghẻ cho nên chúng tôi là cái đại đội cuối cùng à, và được phân bố về cái doanh trại cũng nằm ở góc cuối cùng À, thì chúng tôi là vào trường thủ đức là coi như là tháng đầu tháng 12 năm 1966 ừ. và học cho đến tháng 4 năm 1967. Khi mà trường thủ đức học xong giai đoạn đoạn 1 thì chúng tôi cũng rời trường bộ binh thủ đức để về Đà Lạt và chúng tôi đã gia, chúng tôi đến nhập khóa lại tại Đà Lạt là vào tháng 5 năm 1967. Như vậy tổng quát thời gian kể cả thủ đức và thời gian huấn ừ. luyện tại trường đại học với anh chị ở Đà Lạt đó tổng số thời gian từ đầu khi nhập ngũ cho đến khi mà các anh quen anh, quen ra trường đó thời gian khoảng bao lâu? Dạ thưa có thể nói chính xác là 28 tháng. Bởi vì chúng tôi ra trường 3 tháng 5. Ừ. Tức là phải qua đến năm 1969 thâm lậm thêm 4 tháng nữa. 3 tháng 5 chúng tôi mới ra trường. Thay vì chúng tôi phải ra trường vào tháng 12 năm 1968. Vâng. Trường Đại học Chính Anh Chị là một trường như chúng ta biết là một trong những quân trường trẻ trung nhất của đại gia đình của lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu so với trường Đà Lạt thì bây giờ chúng tôi muốn anh nói lên cái tiện nghi, cái cơ sở của trường Đại học Anh Tranh Chi tại Đà Lạt. Tại vì khi mà chúng tôi lên Đà Lạt mà có dịp được ghé vào trường đại học thì biết là trường đại học à, trường uh, trường võ bị là một trường phải nói là trường hiện dịch và cái cơ sở trang trọng và được chuẩn bị rất là chu đáo và ngăn nắp riêng anh chạy trường đạo anh, anh chị xin mời anh thưa đây là một sự so sánh giữa một cái cực điểm tốt và một cái nghĩa là không được cực điểm tốt <laughs> bởi vì trường võ bị quốc gia việt nam vào cái thời điểm đó được coi là quân trường sĩ quan lớn nhất đẹp nhất và và nghe là huấn luyện tốt nhất của đông nam á trong khi trường đại học chiến tranh như chúng tôi thì mới thành lập nó nói về cơ ngơi đó thì tường võ bị quốc gia việt nam họ những căn nhà lầu uh, gạch bông uh, những cái phản trá sáng bóng đường lót nhựa nghe là thằng tấp trong khi đó trường đại học nhân Anh thì lấy một cái cơ sở của trường hiến binh cũ uh, tại một ngọn đồi trước mặt trường bùi thị xuân một ngọn đồi khi mà chúng tôi đến đó thì chỉ là những căn nhà gỗ vách gỗ lợp mái fibro và chúng tôi nằm trên là ngã quá như là nằm giống như sắp, lớp cá mòi ở trong cái phòng đó à, chia nhau ra trong bốn dãy phòng bốn đại đội bốn sáu trung đội ở trong bốn dãy phòng con đường đi của chúng tôi vào thời đó còn đá lợm chởm đá cục lớn như cái này lợm chởm và chúng tôi mùa nắng thì bụi mùa mưa thì bùn xin lầy À, và chúng tôi đã sống trong điều kiện đó, đã được huấn nhục trong điều kiện đó. Tôi lấy một cái tỷ dụ nhỏ thôi. Trong khi trường võ bị họ huấn nhục, phạt giá chiến buổi tối xong, họ có thể vào trong phòng họ tắm nước nóng. Bởi vì có nước nóng, nước lạnh cho họ tắm. Thì chúng tôi huấn nhục xong, áo quần người bùn đất bê bét, thì chúng tôi phải vào trong một cái nhà tắm, phải nói là tồi tàn. Và tắm bằng đựng nước trong những cái phi nước lạnh. Mà quý vị biết, mùa đông ở Đà Lạt mà chúng tôi tắm bằng nước lạnh, thì quý vị thử hiểu như thế nào. Thành thử nếu mà so về cơ sở vật chất thì nói là một trời một vực cho nên khi mà ra đường phố Đà Lạt thì những người sinh viên sĩ quan đường võ bị Đà Lạt họ đẹp lắm hồng hào da trẻ hồng hào sáng sáng lắm còn người sĩ quan chiến thanh thì sinh viên sĩ quan chiến thanh thì ra Đà Lạt thì cái mặt nó xám nhiều bởi vì sống trong cái điều kiện như vậy thì không thể nào gọi là, là, là tốt được nhưng mà mình không có phủ nhận chúng tôi không phủ nhận cái công sức những cái nỗ lực của những sĩ quan cấp trên đối với chúng tôi, nghĩa là họ đã lo lắng cho chúng tôi nhưng mà họ đã lo lắng hết mức và sau này thì tôi sẽ giải thích tại vì sao chúng tôi có sự thiếu thốn đó khi mà đề cập đến các ngành ở trong quân đội, à, thì tại vì họ cũng lo hết sức rồi nhưng mà ngân sách có hạn và là một ngành mới một trường mới cho nên chúng tôi bắt buộc phải sống trong một cái điều kiện tương đối là khó khăn và vất vả. À, dĩ nhiên khi mà chúng tôi trải qua được cái đó thì đó cũng là một điều hãnh diện. Nhưng mà mỗi ngày theo cái, cái, cái điều anh phúc vừa nói đó thì mỗi ngày mỗi tháng thì có thể cái sự tiến triển của cơ sở nó khá hơn chứ? Dạ, thưa dĩ nhiên. Bởi vì uh, chúng tôi ngoài cái việc học quân sự và văn hóa thì cuối tuần chúng tôi phải gọi là làm tập dịch mà làm tập dịch đó là phải đắp đường đào mương đắp này nọ, tức là chúng tôi phải làm lại thành ra cái đường về sau nó bớt lợm chớm bớt lợm chớm nhưng mà vẫn là đường đất và đường đá yeah. đấy thành thử chúng tôi tập diễn hành và đi trong đó đi đi trên những cái đường như vậy chứ không được đi tương cái đường táng nhựa láng như bên trường võ bị hay là trường thủ đức dạ yeah, vâng và... mà theo chiều hạnh ừ. phúc của nói như vậy là ngày nhập trường và ngày mãn khóa thì có thể là nhờ bàn tay của 180 mấy của sinh viên sĩ quan khóa 1 đó có thể là làm cho cơ sở đẹp hơn so với ngày đầu bước vào trường và ngày càng mạnh khoa cái đó có xảy ra không? Dạ thưa dĩ nhiên bởi vì à, về cơ sở thì thì có xây thêm một cái đại giảng đường tương đối là khang đang và rộng à, cái à, cái vũ đình trường ngày xưa thì nó nhỏ nó chỉ trước cái sân bộ chỉ huy nó nhỏ hẹp về sau này cũng bên công minh họ hôm qua họ san đất họ ban ban thành một cái vũ đình trường lớn hơn à, và dĩ nhiên là nhà trường cũng có xây thêm một số nhưng mà về cái cái Tất cả những cái dãy phòng ăn ở của sinh viên thì nó vẫn như vậy bởi vì không thể đập ra mà xây mới được. Chỉ có những cái khóa về sau này thì khi chuyển qua trường chỉ huy thâm mưu cũ đó tức là cơ sở của trường võ bị liên quân Đà Lạt ngày xưa của thời Pháp rồi chuyển qua cho trường chỉ huy thâm mưu. Thì sau này những cái khóa tôi không biết là từ khóa 4 thì đã chuyển qua cái trường mới thì cơ sở tương đối khang trang hơn. Nhưng mà trong khóa 1 và khóa 2 chúng tôi vẫn ở trong cái cơ sở là bị là là chật vật như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua ừ. chương trình ngôn luyện. Thưa anh, chương trình huấn luyện khoảng 2 năm, ừ. xin anh cho biết tổng quát chương trình huấn luyện để trở thành một sĩ quan chính nhà anh chị của quân lực Việt Nam không ạ? À, thưa anh, cái chương trình 2 năm là chương trình đặt ra cho thời chiến, bởi vì đã có những cái chương trình dự bị cho thời bình là 4 năm, và chương trình cho thời bình đó thì có dự trù sẽ có nữ quân nhân, nữ sinh viên sĩ quan nữa và chương trình cho thời bình thì sẽ rất là rộng rãi thì cái chương trình cho thời chiến tôi còn hiện nay tôi vẫn còn giữ cái tập tài liệu rất là quý là vào cái thời đó là cố vấn mỹ à, đã dự soạn thảo cái chương trình đó với quân lực việt nam cộng hòa soạn thảo chương trình đó rất chi tiết từng giờ học môn học bao nhiêu giờ thì hiện nay tôi còn giữ lại thì tự trung là chúng tôi có 3 ngành học chính thứ nhất là quân sự thứ nhì là văn hóa thứ ba là chuyên môn chiến tranh nhất định. Về quân sự thì tôi nhớ là có 1008 giờ về quân sự. Và trong đó thì cái dự trù cho chúng tôi học quân sự ở tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Với chương trình là đầu tiên, năm đầu tiên là học ra gan cấp trung đội trưởng. Và cái chương trình năm sau là ngang cấp đại đội trưởng về tham mưu và chiến thuật. Thì có thể nói là chúng tôi nếu mà có một cái sự hiểu lầm của những đa số người ở trong quân đội ngay ở trong quân đội cũng hiểu lầm là bảo là những ông chiến tranh như tỷ thì có học quân sự bao nhiêu cho nên khi mà chúng tôi ra trường mà chúng tôi làm đại đội trưởng với tiểu đoàn trưởng thì có gì ông nghi vấn các anh học cái gì và anh ra làm đến cái cấp này thực tế đó, chúng tôi học không có khác gì một sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia việt nam về quân sự tức là chúng tôi cũng học đủ tất cả các môn chiến thuật đó khóa 1 thì chúng tôi học ở trường bộ binh vào cái giai đoạn 1 nhưng mà giai đoạn 2 thì chúng tôi học tại trường võ bị quốc gia Việt Nam với huấn luyện viên với bãi tập và với phương tiện của trường võ bị quốc gia Việt Nam thì đương nhiên là chúng ta phải nói là về mặt quân sự chúng tôi cũng tương đương chứ không có thua kém ừ. cái chương trình thứ nhì là chương trình văn hóa là chương trình nặng nhất nó chiếm coi như là hơn một nửa thời lượng của khóa học thì ngành giới chính trị muốn đào tạo một sĩ quan đa năng đa hiệu và trong cái ngành chính trị là phải là một cái người thuần thục cho nên cái chương trình chúng tôi phải nói rất nặng chúng tôi học bộ môn kinh tế chính trị luật nhân văn xã hội thì về luật có thể nói chúng, chúng tôi học cái chương trình luật của năm thứ nhất thứ nhì cũng tất cả đủ mọi thứ dân luật hình luật luật hiến pháp luật thành tránh chỉ có hình sự tố tụng là chúng tôi không học thôi các tất cả gần như tất cả mọi ngành luật chúng ta học về chính trị chúng ta học các môn về bang giao quốc tế về chính trị học à, về ngành xã hội thì chúng ta học rất rộng về những cái nghiên cứu xã hội à, ngay cả chúng ta học được cả nhân chủng học nữa nhưng mà cái đặc biệt của trường đại học chiến tranh thì là cái người dạy là những giáo sư nổi tiếng của trường đại học luật khoa trường quốc gia hành chính À, và một số có một số của trường đại học Đà Lạt qua dạy chúng tôi tức là cái lớp giáo sư dạy chúng tôi là những lớp giáo sư có khả năng có trình độ và được thừa nhận và chúng tôi đã học một chương trình rất nặng bởi vì trường không có đủ thời, không có đủ tiền để đài thọ với giáo sư mỗi tuần lên dạy 2 giờ, 3 giờ rồi trở về rồi tuần sau lên. Thành thử ra trường dồn lại, ví dụ như cái môn dân luật mời ông thầy lên ông ở đà lạt hai tuần là chúng tôi vào hai tuần liên tục liên tiếp dân luật sáng vô học cho đến trưa về cơm chiều vô học tiếp hai ba tiếng tức là chúng tôi học liên tiếp một môn trong một cái thời lượng nhất định đó chứ không có kéo dài như ở các trường khác là xen kẽ những cái lớp này lớp nọ cho đó cho nên phải nói là cái chương trình đó vừa nặng và nó cũng có hơi hơi nhàm bởi vì một môn mà học liên tiếp hai tuần thì nó cũng phải nhàm thật đấy thì phải nói là chương trình văn hóa chúng tôi rất nặng có vấn đề cái chương trình thứ ba là chương trình về kỹ năng chiến tranh nhất định à về chiến tranh nhất định đã xin lỗi có một cái chương trình về chiến tranh nhất định đã thì trong chương trình đó chúng tôi có những bậc thầy đa số là sĩ quan cao cấp của quân đội đài loan quân đội trung hoa dân quốc qua làm cố vấn và dạy chúng tôi bởi vì họ là những người nắm được à, về lý thuyết cộng sản và mưu lược cộng sản thành ra chúng tôi học về cái mưu lược sách lược cộng sản và có thể nói một cách là à, không có hoa là chúng tôi là những người được nghiên cứu chế chủ nghĩa Marxist tận tượng nhất ở trong quân đội bởi chúng tôi học chủ nghĩa Marxist từ những sách của các Marx Lenin và chúng tôi học họ từ nghĩa là căn bản cho đến khi mà chúng tôi thuần thục tức là hiểu đến tận gấp tất cả những cái gì về âm mưu sách lược về đường lối từ kinh tế Marxist cho đến chính trị Marxist cho đến tất cả mọi là chúng ta nắm vững được hết. Rồi cái phần cuối cùng là cái kỹ năng chiến tranh trị tức là vấn đề khi ra trường sẽ làm những công tác chiến tranh trị thì chúng tôi cũng được học để mà trong đó có ngành báo chí chúng tôi cũng học làm báo chúng tôi có học về nghệ thuật tuyên truyền nghĩa là đại khái về kỹ năng chiến tranh nghệ thuật để mà hướng dẫn quần chúng ăn nói trước quần chúng cho nên chúng tôi thỉnh thoảng trong vòng 6 tháng đều có một cái kỳ gọi là thi đua diễn thuyết và thi đua biện luận à, để chọn những người mà đứng nhất đứng gì ở trong đó để khuyến khích sinh viên là phải khi ra trường là những người ăn nói và diễn thuyết và lý luận vững chắc ừ. thì cái chuyện đó đây là nói về cái mặt lý luận cái mặt chương trình nhưng mà khi ra trường thì cái đó dĩ nhiên là cũng còn tùy cái khả năng bẩm sinh của từng người chứ không phải cầu rằng tất cả 168 người ra tường đều là những 168 tay anh nói cũng không hẳn như vậy. Vâng. À, cái phù hiệu của Tổng cục Chính trị ừ. chúng tôi được biết là có 6 cái ngoài bút là lục đại chiến. Lục đại chiến gồm những cái chiến nào? Dạ thưa cái quan niệm chiến tranh chính trị của Việt Nam Cộng hòa, quân đội Việt Nam Cộng hòa học nguồn từ cái quan điểm chiến tranh chính trị của quân đội Đài Loan thành được cái phù hiệu của ngành chiến tranh chính trị cũng là phù hiệu lục đại chiến của quân đội Đài Loan. Tôi hiện nay tôi còn giữ một cái phù hiệu của quân đội Đài Loan. À, thì có một cái ngọn đuốc, ngọn đuốc dĩ nhiên là để soi đường và như anh nói là có 6 mũi tên nhưng mà người ta giải thích đó là 6 cái ngoài bút thì cái cách giải thích nào nó cũng hữu lý nhưng mà nghĩa là sáu rồi bút cũng đúng bởi vì cái ngành ăn nói mà này, nó tượng trưng cho sáu hình thái chiến tranh bởi vì khi chúng ta chiến đấu với cộng sản nó không đơn thuần là một cuộc chiến tranh quân sự đó là một cuộc chiến tranh ý thức hệ và khi đã nói đến ý thức hệ thì cuộc chiến tranh nó bao gồm nhiều lãnh vực của đời sống ở trong xã hội cao nhất là tư tưởng chiến tư tưởng chiến là cuộc chiến tranh tư tưởng ý thức hệ giữa hai ý thức hệ cộng sản và tự do làm sao cho cái ý thức hệ của mình sáng sáng lên để đánh bật được cái ý thức hệ cộng sản thì cái đó là thuộc về lĩnh vực tư tưởng cái thứ gì tổ chức chiến bởi vì một quân đội mà muốn mạnh hung mạnh thì quân đội đó phải có tổ chức quý củ thì cái tổ chức chiến cũng là một cái điểm yếu ở trong cái sáu sáu cái 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 hình thức chiến tranh đó cái thứ ba quan trọng là mưu lược chiến thì dĩ nhiên cái mưu lược thì từ thời tôn tử cho đến về sau này ngài trần hưng đạo đức trần hưng đạo cũng đặt cái mưu lược cũng rất là quan trọng thì chúng ta biết ông khổng minh mà đánh trong thời tam quốc là cũng nhờ mưu lược cầm cự được trong khi cái quân thục vào thời đó rất là yếu nhưng mà nhờ cái mưu lược của khổng minh mà đã cầm cự được đánh phá được quân ngô và quân tào cái thứ ba thứ tư là tâm lý chiến có nhiều người hiểu không đúng tâm lý chiến và cho rằng tâm lý chiến là nhắm vào trong quân đội mình để mà tiến đánh tâm lý trong quân đội với nhau nhưng mà thực tế tâm lý chiến đối tượng tâm lý chiến là kẻ thù đấy là nhắm vào kẻ thù tuyên truyền cho họ biết cái sai để họ trở về với mình cái đối tượng tâm lý chiến cái sau quan trọng nữa là tình báo chiến bởi vì quân đội mà không nắm được cái vấn đề an ninh nội bộ không nắm được địch tình thì quân đội đó cũng khó để đứng vững được cho nên tình báo chiến cũng là một cái hình thái chiến tranh ở trong cái lục đại chiến. Và cái mà quan trọng tuy nó nằm ở chót nhưng mà nó quan trọng không kém. Đó là quần chúng chiến. Bởi vì một cái cuộc chiến tranh giữa hai ý thức hệ Cộng sản. Bên Cộng sản họ lấy họ lấy nhân dân làm đối tượng để họ đấu tranh. dùng nhân dân để nổi dậy, vận động trong quần chúng. Thì quân đội Việt Nam qua sau này khi mà lập ngành chế đánh thì đã cũng đặt quần chúng chiến vô trong một cái lục đại chiến đó tức là làm sao để tranh thủ nhân tâm vận động quần chúng đứng về với với phía mình ừ. thì đó là sáu hình thức chiến tranh ở trong lục đại chiến dạ, thưa anh anh là khóa đầu tiên nhập trường đại học quân chế anh chị anh cho đã biết qua cái khung cảnh không gian thời gian chương trình huấn luyện Khoảng thời gian nào thì khóa thứ hai nhập trường? Thưa anh, à, cái dự trù của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là mỗi năm có một khóa. Thì đáng lý là cuối năm 66 chúng tôi vào thì cuối năm 67 là có khóa hai. Nhưng mà vào cái thời điểm đó cái sự chuẩn bị về cái tổ chức về cái cơ ngơi nó chưa có đủ điều kiện để nhận tiếp một khóa nữa. Cho nên khóa hai vào trường vào cuối năm 1968 thì khi đó là chúng tôi sắp ra trường rồi thành từ giữa cái đàn anh và đàn em khóa một khóa hai á nó chỉ ở gọi là trùng với nhau chỉ có mấy tháng thôi và trong mấy tháng mà đầu năm 69 đó, đó cuối năm 68 thì khóa 1 lại được đưa đi chiến dịch Tiên hầm, mất đi hơn một tháng hơn gần hai tháng thì như vậy thành thử ra giữa đàn anh đàn em chỉ ở lại với nhau rất ít ngoại trừ một số sĩ quan sinh viên sĩ quan ở lại làm cán bộ huấn luyện cho khóa đàn em độ khoảng 10 người, là mấy người thôi. Còn đa số anh em chúng tôi đều đi ra ngoài chiến dịch. Thành tự ra cái khóa 2 vào trường là sau chúng tôi 2 năm. Và kế tiếp khóa 3 cũng vào trường sau khóa 2, 2 năm. Và cho đến khóa 4 thì mới bắt đầu là mỗi năm một khóa. Khóa 5, khóa 4, khóa 5, khóa 6 thì mới bắt đầu là mỗi năm một khóa như dự trù. Ừ. Như vậy tổng, tổng <cười> cộng <cười> lại đó là từ khi thành lập năm 1966 <laughs> là anh Phúc là khóa 1 cho đến năm 75 thì tổng cộng là trường đại học được bao nhiêu khóa? Thưa trường vào trường là 6 khóa và ra trường là 4 khóa, tức là khóa 4 ra trường vào thời kỳ mà chúng ta sắp bất nước thì họ cũng như chúng tôi tức là họ cũng ra trường trễ thay vì ra trường vào cuối năm 1974 thì cũng cái chương trình năm nào cũng bị là dôi đi một vài tháng cho nên vào đầu năm 75 họ mới ra trường thay vì được ra trường một cách đẹp đẽ tốt đẹp nghĩa là có quân phục đại lễ đứng vũ đình trường lễ nghi rầm rộ thì họ đã ra trường ở tại hình như là tại trường bộ binh long thành hay là ở tại đâu đó tôi, tôi không nhớ nhưng mà họ đã chạy loạn tức là bỏ bỏ cái căn cứ bỏ trường đại học chiến trị rút về sài gòn rút về vũng tàu rồi sau đó họ ra trường ra trường một cách giả chiến tức là họ mặc quân phục chiến đấu để ra trường yeah. thì cái khóa đó là khóa chỉ ra trường trong vòng một hai tuần lễ thì chúng ta mất miền Nam. đó là khóa bốn. khóa bốn. còn hai khóa năm khóa sáu thì coi như là đang như là sinh viên sĩ quan. đang là sinh viên sĩ quan. vâng thưa anh Phúc tất cả cái chương trình huấn luyện anh vừa lừa qua đó thì chương trình huấn luyện tổng tổng quát là vừa quân sự và vừa ngành và văn hóa thì thưa anh, cái sự trang bị đó tạm đầy đủ cho một sĩ quan chuyên ngành chính trị không? Theo mà cách nhìn của tôi, thì đó là một cái chương trình phải nói là tuy là chương trình mới mới có nhưng mà theo ý tôi đó là một cái chương trình hoàn hảo. Nếu mà một người vào học chú tâm học, áp dụng tất cả những điều mình học ra có có phương tiện, có điều kiện để áp dụng ở tại đơn vị thì tôi nghĩ đó là một chương trình tuyệt hảo. Bên cạnh khóa 1, khi đó anh Đỗ Văn Phúc có khóa đàn em là khóa 2 đó. Cái tinh thần mà học hỏi, cái tinh thần mà sắp sửa chuẩn bị trở thành cán bộ anh tranh chị của khóa 1 và khóa 2 đấy, nhìn tổng quát của anh em sinh viên sĩ quan là như thế nào? À, thưa anh, không có một cái tổ chức nào hoàn hảo cũng như không có mỗi quân trường nào hoàn toàn những người cũng ngang nhau về cái mặt tinh thần ý thức hay trình độ cái chuyện đó là đương diệt trên thế giới chứ không phải à, một riêng một trường đại học chiến tranh trị thì cái người mà vào trường đại học chiến tranh chính trị cũng có nhiều cái yếu tố cũng có nhiều cái mục tiêu để vào đó à, bây giờ tôi không nói ra bởi vì nó cũng không phải là không không phải là điều nên nói nhưng mà nhìn chung họ hãnh diện khi họ vào trường và họ ra trường họ hãnh diện là người sĩ quan chiến tranh trị xuất thân của trường đại học chiến tranh điều đúng. đó là đúng rồi khi các anh ra trường các anh được bổ sung ừ. các đơn vị với cấp số là một sĩ quan chính nhà anh chị thì thưa anh phúc khi bắt đầu nhận một cái trách vụ lớn với một cái sứ mạng của một sĩ quan tranh được đào tạo từ trường mẹ ra đó các anh được tiếp nhận và các anh đi thi hành bổn phận với một cái trọng trách đó anh nói về cái đó. À, xin phép anh trước khi tôi đi vào trả lời thẳng câu hỏi của anh. Vâng. Thì tôi xin nói sơ qua ừ. so sánh hai hình thái sinh hoạt chính trị ở trong quân đội cộng sản và quân đội Việt Nam cộng hòa. Vâng. Bởi vì quân đội cộng sản anh nhớ là trong cái tất cả cái tiêu đề của quân đội cộng sản đầu tiên là quân đội ta chung với đảng hiếu với dân tức là họ đặt cái Đảng lên hàng đầu chứ không phải tổ quốc lên hàng đầu thành thử quân đội họ là quân đội của Đảng và dĩ nhiên khi đó những người tổ chức trong quân đội họ là có một cái hệ thống Đảng không phải là song song mà nó nằm trên đầu quân đội tổ chức quân đội cộng sản tên Chóp Bu tên Bộ Tổng Tham Mưu thì nó có Tổng Quân Ủy Trung Ương tức là cái người Đảng viên cao cấp nhất nắm chức vụ cao cấp nhất của Đảng Cộng Sản thường thường như trong cái thời gian của hồ chí minh thì ông võ nguyên giáp là kiêm nhiệm dưới cái cấp quân ủy trung ương đó đi xuống mỗi đơn vị từng mỗi cái đều có đảng ủy của đơn vị đảng ủy sư đoàn đảng ủy trung đoàn rồi xuống đến cấp tiểu đoàn thì họ có chín tỷ viên chi bộ đảng chín tỷ viên họ là một cái hệ thống dọc của ngành đảng của họ hệ thống dọc họ chi phối hàng dọc và họ là người lãnh đạo ở trong quân đội cộng sản chứ không phải là người chỉ huy. Người chỉ huy là người trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, người tham mưu trưởng. Nhưng mà cái người cán bộ đảng, đảng ủy đó là người lãnh đạo. Quyết định của người cán bộ đó bao trùm lên quyết định của người đơn vị trưởng. Ngoài ra, ngoài cái hệ thống dọc của đảng đó, thì trong cái hệ thống dọc của cái tổ chức quân đội nhân dân của họ, họ có cái bộ phận hành tránh của đảng. Cái đó gọi là bên đó là họ có tổng cục hậu cần, tổng cục chính trị, tổng cục tham mưu, cục. À, thì tổng cục cục tham mưu đó đó là cái cơ sở hành chính của đảng nằm trong cái hệ thống tham mưu của quân đội. thì cái những người đó họ chỉ làm nhiệm vụ tham mưu thôi, chứ không có quyền lãnh đạo như là cái ông bí thư đảng hay là chính ủy. thì đi xuống dưới thì tên xuống tên là cục xuống đến phòng xuống này nè. Đó. đó là quân đội cộng sản. Thì trong khi đó, đó quân đội Việt Nam Cộng hòa chúng ta không phải là một cái tổ chức độc đảng, chế độ chúng ta không có độc đảng. Chúng ta có Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt, dân xã có sau này có Đảng uh, dân chủ của ông Thiệu. Quân đội Việt Nam Cộng hòa không có dựa trên cơ sở đảng trị. Cho nên cái người chiến tranh chính trị trong quân đội Việt Nam Cộng hòa thực tế chỉ làm công tác tham mưu chứ không phải là công tác lãnh đạo. Cái người mà cao nhất ở chiến tranh chính trị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ông tổng cục trưởng chiến tranh chính trị ngang hàng với ông tổng cục trưởng hậu cần tổng cục trưởng quân huấn và về trong cái hệ thống tham mưu dưới này nữa thì có khối chiến tranh chính trị xuống lên phòng chiến tranh chính trị ban năm và đại đội phó chiến tranh chính trị thì họ họ nằm dưới quyền chỉ huy của ông đơn vị trưởng chứ không được ngang hàng với ông đơn vị trưởng tức họ chỉ là người tham mưu giúp cho ông đơn vị trưởng khi mà tôi nói so sánh như vậy để anh và quý vị thấy rằng là cái vai trò của người chiến tranh nhân trị ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa đạt đến cái tầm mức quan yếu để có thể đương đầu với quân đội Cộng sản được đấy thành từ khi mà chúng tôi ra trường là những người sĩ quan chiến tranh nhân trị được huấn luyện một cách chính quy đầu tiên của quân lực với đầy đủ cái vũ khí trang bị là tinh thần như vậy à, mà chúng tôi ra trường chúng tôi khóa đầu tiên chúng tôi cấp thiếu úy ra trường thì được bổ nhiệm đi các sư đoàn bộ binh để mà thực hiện một cái chiến dịch diệt chân trời mới tức là thí điểm chân trời mới để nâng cao tinh thần binh sĩ thì chúng tôi ra đơn vị sư đoàn năm bộ binh là nhận nhiều nhất là 39 người cho 39 đại đội thì khi chúng tôi ra là chúng tôi làm đại đội phó chiến tranh chính trị nhưng mà vào cái thời điểm đó thì bảng cấp số của đại đội bộ binh chưa có cái chức vụ đại đội phó chiến tranh chính trị. Về sau này người ta mới nói là ông đại đội phó này kiêm nhiệm sĩ quan chiến tranh chính trị. Nhưng mà đã kiêm nhiệm sĩ quan chiến tranh chính trị thì quý vị cũng biết là chúng ta chỉ là cấp phó thôi. Cho nên khi chúng ta ra làm có những cái khó khăn, hâm hở lắm nhưng mà chúng ta có những khó khăn. Khó khăn thứ nhất là chúng tôi là những người đầu tiên của ngành chiến tranh chính trị được đào tạo là đó thì những cấp chỉ huy trong ngành chiến tranh chính trị của chúng tôi vào thời đó không phải là những người chuyên môn chiến tranh Tị mà là những sĩ quan của các đơn vị nào đó họ đưa về đó làm trưởng khối trưởng phòng chiến tranh Tị đa số họ không hiểu biết về chiến tranh Tị nếu không nói đó là những người thất sủng ở trong đơn vị cho nên họ làm nghề chiến tranh công tác chiến tranh thì một cách là lơ là không có nhiệt tình và chúng tôi bị những cái cấp chỉ huy cấp nhỏ cho đến cấp lớn họ quay thường chúng tôi họ bảo ơi cái ngành này đánh giặc mồm làm cái gì đi cho bận chân chúng tôi thành ra chúng tôi đi theo cái đơn vị tác chiến mà thực tế tế ra chúng tôi cũng không có làm được nhiều cái việc như chúng tôi mong ước được làm bởi vì cái quyền cái người đại trưởng rất lớn cho đi phép cho tiền binh sĩ để mà cho vợ con đau hay là quân vụ anh chiến anh thì không nắm được cái gì cả nếu mà có thân tình lắm mà cùng nói đến đại đội trưởng để mà đề nghị cái này cái nọ phải nhờ cái quan hệ thân tình thì mới nói được còn nếu mà quan hệ mà song phẳng ra thì anh đại đội phó không có không có làm được một cái gì cả ví dụ thấy một người lính vợ xanh nếu mà tôi mà làm đại đội trưởng thì tôi sẽ lên móc túi đưa cho 500, trăm một ngàn cho ký cho một cái phép năm 7 ngày em về em săn sóc vợ con mua sữa mà đòi cho con nhưng mà trong khi đó đơn vị tác chiến thì anh biết là vấn đề lưu giữ quân số để hành quân lại cũng quan trọng vô cùng thành thử anh đại trưởng không thể cho đi phép được và không cho được thì cái anh đại đội phó chiến thành cũng không làm gì được ngoại trừ cái việc là lâu lâu thì tổ chức họp lại để ca hát hay là đón tiếp cái phái đoàn văn nghệ từ trung ương hay là các đại đội chiến tranh thì về thành thử phải nói ra là chúng tôi ra trường chúng tôi không có điều kiện để hoạt động đúng đúng cái nghề của chúng tôi. Bởi vì cái lý do đó rồi cái những cái thiệt thòi ở trong cái vấn đề thăng thưởng. Chúng tôi ở bộ binh chiến đấu mà trong khi đó thấy những ông chuẩn úy trung đội trưởng chúng tôi bay lên lên cấp thiếu úy nắm đại đội trưởng mà trong khi những anh chiến anh thì cứ làm bắt năm hoài. Thành thử ra khóa 1 chúng tôi À, các sư đoàn bộ binh chúng tôi đã xin xuất ngành chiến tranh nhân trị để đi làm đại đội trưởng bộ binh và chúng tôi đã thăng tiến rất nhanh ví dụ như là ông Nguyễn Hữu Mục ở tại sư đoàn năm bộ binh đã làm tiểu đoàn trưởng sư đoàn năm bộ binh vào vào năm 1973 hay cuối năm cuối năm 73 đã làm tiểu đoàn trưởng hay là một người Nguyễn Văn Cang cũng đã làm tiểu đoàn trưởng tại sư đoàn 22 bộ binh và đó là những tiểu đoàn trưởng nổi tiếng chứ không phải là bình, bình thường. Thành nữa chúng tôi đã có những người như là ông đại úy Đỗ Minh Hưng, đại đội trưởng đại đội tinh sát của biển Động quân liên đoàn năm à, vào cái thời điểm là cuối năm 63 thì chúng tôi thấy là là những người chiến tranh thì được đào luyện và họ ra họ chiến đấu cũng xuất sắc cho nên họ xuất ngành đây là cái khi anh nói ừ. xuất ngành như vậy là gì ừ. tức là các anh phải nộp đơn như thế nào ừ. Ừ. bởi vì đơn vị không thể bổ nhiệm chúng tôi làm đơn vị trưởng được khi mà chỉ số khi đó chỉ số của cấp chỉ huy là 240 chỉ số của sĩ quan chiến tranh như tỷ là 630 nếu muốn làm đại đội trưởng bộ binh muốn thăng tiến trên con đường chiến đấu chúng tôi phải làm đơn xin tập cục chiến tranh chính trị cho xuất ngành và đổi cái chỉ số ám số chuyên nghiệp từ 630 qua 240 thì chúng tôi mới được bổ nhiệm làm đại đội trưởng bộ binh để tiến thân được nhưng mà khi nộp đơn như vậy anh có bị trở ngại gì không hay là họ tự nhiên là bộ bộ tổng tham mưu chấp thuận thường thì không có trở ngại bởi vì đơn vị họ cần mịch và dĩ nhiên những cái ông mà đơn vị trưởng từ cấp sư đoàn tư lệnh sư đoàn trung đội họ mạnh thế lắm nhưng mà khi anh đã xuất ngành anh trở thành một người có thể lên đơn vị trưởng vâng. thì có thể là sau đó một người xuất trường hay là ngành chiến tranh đơn vị là là đến và làm đơn vị phó của anh Đỗ Văn Phúc thì anh Đỗ Phúc có cho họ một cách dễ dàng để họ thi hành cái chuyên nghiệp của họ về chính nhà anh chị không? Tôi không có cái kinh nghiệm đó, bởi vì tôi làm đại đội trưởng bộ binh thì những người đại đội phó của tôi là các ông ở trường bộ binh. À, và cái khi mà khóa hai ra trường thì chỉ có một số ra để mà làm đại đội phó bộ binh nhưng mà không ở đơn vị tôi thành đó tôi không có được cái kinh nghiệm đó để để mà để mà trình bày ven hôm nay yeah. nhưng mà nếu tôi mà làm đội trưởng mà có một ông đại phó chiến thanh trị thì tôi sẽ nâng đỡ họ để cho họ thực hiện được cái được cái trách nhiệm của họ nhưng mà dĩ nhiên anh biết ở đơn vị tác chiến cũng có nhiều cái ràng buộc lắm không không phải đơn giản không thể nào để 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 cho ông chiến thanh trị làm vừa ý được tôi lấy một ví dụ như là tại sư đoàn chúng tôi cái tỷ lệ quân số đào ngũ rất cao bởi vì ở gần Sài Gòn rất dễ tốt và cái chiến cuộc nó ác liệt quá cho nên cái số quân nhân đào ngũ cao số quân nhân đào ngũ cao làm cho đơn vị tướng phải e dè và đắn đo mỗi khi cho quân nhân đi phép và ngoài ra thì cái quân số tham dự hành quân không bao giờ đạt được một cái quân số tương đối tên cấp số một đại đội bộ binh là có một trăm sáu chục binh sĩ nhưng mà khi mà thời gian tôi nắm đại đội trưởng bộ binh quân số cao nhất chỉ lên tới 110 người. Mà trong đó thì có ít nhất là cũng khoảng 5-7 người thuộc loại mà mà gần như bất kiến dụng. Nhưng mà khi mà ra đơn vị miễn dịch, họ không cho miễn dịch, họ không cho giấy ngũ. Họ trả về đơn vị và khuyến khích đơn vị trưởng cho làm việc nhẹ. Một đơn vị bộ binh chỉ có 110 người, cho tới 10 người biểu khuyến khích làm việc nhẹ là làm việc gì bây giờ? Cho nên chúng tôi phải giữ cái quân số để đi hành quân thành thử đó cái vấn đề cho đi phép không phải là đơn giản đấy đấy là một cái thí dụ để thấy rằng là hoạt động chiến tranh trị nó không có dễ dàng tuy nhiên chúng ta biết là tất cả vấn đề mà chuẩn bị cho các sĩ quan chiến trị cũng như chuẩn bị cho các hạ sĩ quan bên cạnh trường đào học chiến trị có trung tâm huấn luyện cán bộ anh tranh trị và trong một cái thời gian từ 66 cho đến năm 75 trường uh, trung tâm huấn luyện cán bộ anh tranh trị đào tạo trên 10.000 sĩ quan đại đội phó với lại hạ sĩ quan dù muốn dù không chúng ta sẽ nhìn thấy có một số những cái thành quả của ngành tranh trị trong một lực của việt nam cộng hòa anh có thể cái đoạn là nói anh nói những cái khó khăn bây giờ trở qua một cái vị trí hay là một cái lăng kính để chúng ta nhìn cái thành quả nào của ngành tránh trị trong một lực của việt nam cộng hòa thứ thưa anh cái này những cái thành quả này về nếu mà muốn nói thì phải người ở cái phương vị cao họ nhìn được tổng quát còn đối với chúng tôi sĩ quan cấp nhỏ thì chúng tôi chỉ nhìn ở cấp nhỏ tôi lấy ví dụ như tiểu đoàn của tôi tiểu đoàn của tôi là ông đại úy mai thanh tòng cùng khóa với tôi là ông ra ông làm đại phó một thời gian thì ông mới làm trưởng ban năm của tiểu đoàn và chúng tôi rất là may mắn mà được làm việc dưới một ông tiểu đoàn trưởng rất là thứ nhất là tài giỏi và thứ nhì đảm lược và rất là thông cảm. Thành tựu ông ông tiểu đoàn trưởng tôi dành cho cái ông trưởng ban năm cũng nhiều quyền hạn để làm việc. Thì dĩ nhiên là cái một cái tiểu đoàn tác chiến thì cái ông trưởng ban năm cũng không thể nào phát huy được hết cả cái khả năng của mình. À, nhưng mà ít nhất ấy, thì tôi thấy mỗi lần mà đơn vị đi hành quân về hậu cứ thì tôi thấy cái ông trưởng à, ban năm của tôi, tôi ông đại úy men dân tòng cũng có những cái hoạt động rất là tích cực ví dụ như kết hợp đi thăm viếng thương bệnh binh à, xuống nói chuyện trò chuyện với binh sĩ với lính và cũng có một cái điều kiện thuận lợi cho ông bởi vì trong cái thời gian đó đó các đại đội ở trong tiểu đoàn tôi ấy, là là do anh em chúng tôi nắm tức là anh em chiến anh chị nắm làm đại đội trưởng thành thử cái ông 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 trưởng ban năm cùng khóa thành nó xuống ông thì dĩ nhiên là mình phải giúp cho ông hoạt động thì cái tiểu đoàn của tôi được tiếng là tiểu đoàn mà quân số đồng ngũ rất là thấp rất là thấp thì ông tiểu đoàn trưởng đã khen đó là cái thành quả của ông trưởng Băn năm Nà, thì cái đó cũng là một cái thành quả đấy chứ ví dụ như vừa rồi tôi có nói có nhiều cái trường hợp mà chúng ta rất là khó trong một cái bài viết thuyết trình mà tôi nói ở tại Trung tâm Việt Nam của Trường Đại học lớp Khi mà tôi nói về hoạt động chiến tranh nhân tỷ Trong lực Việt Nam Cộng Hòa Thì tôi có phân tích một cái điều rất là quan trọng Nó rất là nhỏ Người lính Việt Nam Cộng Hòa họ khổ quá Họ nghèo quá Anh có tưởng tượng vào cái thời gian Mà tôi ở ngoài đơn vị bộ binh đó, Người lính Việt Nam Cộng Hòa Ăn Cái thức ăn của người lính chỉ có rất là thấp Mỗi một bữa ăn chỉ có một con khô sặc Nướng Đi hành quân cũng khô sặc đi về cũng khô sạc ngoài ra không không có đủ tiền để mua thịt hay mua cá để cho lính ăn mà chỉ có khô sạc thôi thì cũng may là có những cái thời gian chúng tôi hành quân mà có cái gọi là cái lương thực mà xây dựng nông thôn phát cho chúng tôi là thịt bò thịt thịt bò mỹ thịt bò ba lát của mỹ về là cơm sấy thì nhưng mà người việt nam thì ăn lính việt nam ăn thịt bò ba lát không có hợp đó nội cái chuyện mà cái đời sống kham khổ như vậy lương tiền không đủ để chi trả chi tiêu cho bản thân mình, đừng có nói đến nuôi vợ con. Thành thức vợ con cũng gieo nhóc. Các đơn vị bộ binh hay địa phương quân, vợ con thường kéo theo để ở với lính. Rồi cái người lính phải săn sóc cho vợ con mà trong cái hoàn cảnh khổ như vậy. Thì cái người đơn vị tưởng như cấp đại trưởng hay ban năm đứng nhìn cũng ngậm ngùi mà không thể nào làm cái gì giúp đỡ họ được. Bởi cái việc giải quyết đó không nằm trong tầm tay của những người sĩ quan cấp nhỏ. Thưa anh, khi anh vừa ra trường, khoa 1 một của đại học cho anh chị đã được ra khỏi trường mẹ ngay sau tết mậu thân và anh có đề cập đến một cái chiến dịch toàn quốc đó là chiến dịch riêng hồng để chuẩn bị toàn thể cho miền nam sẽ trực diện với một cái chiều hướng mới anh có nhìn thấy cái thành quả của cái sự thay đổi về cái tư tưởng và về cái chuẩn bị cho một cuộc tranh tranh mới khi mình đi công tác chiến dịch chiến hồng hay không thưa anh cái mục tiêu của chiến dịch chiến hồng vào thời đó là để giải thích cho binh sĩ ở tận cấp thấp nhất địa phương quân là cấp trung đội nghĩa quân đại đội địa phương quân à, chúng tôi đi vào những cái đối tượng đó chứ không phải là đi trong cái cái ngành chủ lực là tại vì những người đó là những người trực tiếp đối đầu với việt cộng ở tại hạ tầng nông thôn, mà cái người dân là 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 cái nòng cốt. Thành thử chúng tôi đi là đến những đơn vị đó để giải thích vừa cho các đơn vị địa phương quân nghĩa quân và thành phần xã ấp nông dân ở tại địa phương biết cái đường lối của chính phủ việt nam cộng hòa trong cái cuộc chiến đánh này, cái chính nghĩa của mình như thế nào và cái âm mưu của việt cộng như thế nào. Bây giờ sắp có cái hòa đàm paris À, mà chúng ta phải mạnh để chúng ta thắng được trong hòa đàm Paris thì chúng ta vận động tinh thần của quân sĩ và dân chúng. thì tôi đã thấy rằng dân chúng họ có những cái niềm phấn khích đối với chúng tôi. bởi vì từ trước đến cái phút đó thì chưa bao giờ có những người sĩ quan về để mà nói chuyện với những cái cấp nghĩa quân và dân chúng ở trong vùng nông thôn như vậy. thành từ khi chúng tôi về những cái đơn vị chúng tôi đi sâu vào tận từng từng cái nông thôn hẻo lánh nhất để nói chuyện và họ rất là thích họ rất là thích đến nghe chúng chúng tôi họ ngồi xổm ở trước một cái sân làng một cái sân nhà nào đó ngồi xổm đội cái nón lá họ ngồi la, la liệt đó và chúng tôi đã nói chuyện với họ và chúng tôi thấy không biết ở các vùng khác sao nhưng mà khi tôi về vùng một là cái vùng mà gọi là đất nghèo đó mà cái dân chúng có tinh thần cao đó thì họ rất thích và họ đã đặt nhiều câu hỏi cái sự đặt câu hỏi của họ nói lên là họ tin mình và họ họ muốn hiểu được cái sự thực chứ không phải thở Thì tôi thấy đó là một cái điều, đó là một cái thành quả đấy. Nếu ngành chiến tranh anh chị mà được đón nhận sớm hơn, ừ. anh nghĩ rằng có thể có lợi hơn cho cái cuộc chiến đấu tranh về vấn đề gọi là ý thức hệ tại miền Nam với mình của miền Nam Việt Nam không? Nếu được tổ chức sớm hơn như tất cả những cái chi ừ. tiết anh vừa đưa ra, cái nhận định của anh là một sĩ quan tranh chị khóa 1. À, thưa anh, cái này không riêng chiến tranh nhân tỷ mà tôi nhớ có một uh, tôi xin dùng chữ danh tướng của cộng sản bắc việt dường như là ông hoàng minh thảo thì phải ông có nói một câu như thế này nếu cuộc chiến này kéo dài thêm vài năm nữa thôi khi mà cái lớp sĩ quan trường võ bị quốc gia và thủ đức của đào tạo từ những năm 60, 63 mà lên đến cấp trung đoàn trưởng tư lệnh sư đoàn thì chúng ta không có cơ hội thắng ở miền Nam. Cái điều đó nói lên điều gì? Không phải chiến anh tỷ ra tế mà ngay cả các sĩ quan của các trường võ võ bị và bộ binh khi mà chúng ta đào tạo được những sĩ quan đầy nhiệt huyết và có khả năng cũng quá tệ bởi vì từ những cái khóa như bộ binh thủ đức thì phải nói từ khóa 6 12 à, khóa 12 13 trường võ bị thì cũng phải từ khóa 13 14 15 trở về sau này là những người sĩ quan được tuyển lựa được đào tạo một cách cẩn thận kỹ lưỡng à, và những người đó khi họ ra trường ngoài cái ngoài một cái 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 nghị lực của họ, ngoài một cái tinh thần của họ, thì họ còn mang một cái một cái tấm lòng rất là trong sạch. thì những cái người đó khi mà cuộc chiến miền nam kết thúc, thì cái lớp mà sĩ quan ưu tú đó chỉ mới ở cấp tiểu đoàn cao nhất là đến một vài trung đoàn, thành tựu không thể là nắm được cái vận mệnh của quân đội thì trở lại. nói ngành chiến tranh chính trị cũng vậy. bởi vì trước khi có trường đại học chiến tranh trị ra đời và có một lớp sĩ quan hiện dịch thì cái ngành chiến tranh chiến trị tôi nói điều này hơi mất lòng anh là chiến tranh nhân tôi nói cũng có thể mất lòng anh bởi vì ngành chiến tranh nhân tị và ngành thanh tra trong quân lực việt nam cộng hòa là hai nơi mà không ai muốn làm ngoại từ những người mà thất sủng những người mà đơn vị trưởng không muốn dùng nữa không biết đưa đi đâu cho về làm trưởng phòng thanh tra trưởng phòng chiến tranh nhân tị vì lý do đó những cái người cán bộ chiến tranh thì vào cái thời đó hoàn toàn là không có khả năng và thiếu thiếu tinh thần Trở ngược lại vào cái khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu hình thành, tiếp giao từ quân đội Pháp. Thì quân đội Pháp họ có một cái cái cơ cấu, một cái ngành họ gọi là action Moran mà chúng ta có thể tạm dịch là tác động tinh thần. Đấy. Thì vào cái thời đó tôi còn nhỏ, tại vì tôi không nắm được là cái tác động tinh thần đó, cái người sĩ quan hay binh sĩ tác động tinh thần đó họ làm cái gì. Cho đến khi mà vào những năm mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tổ chức ngành tâm lý chiến thì tôi đã nhìn thấy những cái người mà tâm lý chiến đó đó họ chỉ có nhiệm vụ là chiếu phim phát báo tổ chức ca nhạc còn ngoài ra tôi không thấy những cái hoạt động cao hơn như là giáo dục binh sĩ hay là dạy những cái trường lớp này nọ hay là này nọ nghĩa là ngoài trừ những cái việc mà phát báo chiếu phim văn nghệ thành tựu do đó cái ngành chiến đánh thì đã bị cái nhìn không thiện cảm từ từ các ngành khác và từ cấp chỉ huy cho nên khi mà trường đại học chiến đánh thì sản xuất ra hàng loạt các thiếu ý này nọ thì cũng đương nhiên là có một sự nghi ngờ có những cặp mắt nghi ngờ từ những cấp chỉ huy không biết cái đám này nó ra đó sẽ làm được cái trò trống gì cho nên tôi nói anh nói là đúng bởi vì ngành chiến tranh thì nếu mà tổ chức sớm hơn đào tạo được sớm hơn thì có lẽ là cái chiến cuộc nó cũng đã xoay chuyển được một phần. tại yeah. vì trong ngành chính tranh chị chúng tôi cũng có một cái cơ hội được đóng góp trong quân lực qua ngành chuyên nghiệp này. Đã. Thì sĩ quan anh chị, anh chị có thể coi như là một trong những quan trọng trong gia đình quân đội, người bố có thể là đơn vị trưởng và người sĩ quan chính anh chị là như người mẹ, tức là cấp phó mà cấp với nhà anh chị đó quán xuyên trong gia đình, tại vì bên cạnh những điều của anh phúc mà nói đó, nó có những công tác với cha anh chị, ví dụ như là cô nhi quả phụ, lo vấn đề chạy gia binh, lo cho vấn đề là quốc gia nghĩa tử, rồi lo về cái lãnh vực tinh thần của anh em quân đội, kể cả gia đình nữa vân vân, và có nhiều cái yếu tố khác, đó là những công việc bên cạnh ở đó đó, có những cái sinh hoạt để rồi nâng cao tinh thần anh em ở trong quân đội trong thời gian chiến đấu đó, mà thưa anh phúc là ưu khuyết điểm khó khăn và những thuận tiện anh đã trải qua của khoa một cũng như sau đó ra đơn vị và đóng góp cho lực Việt Nam Cộng Hòa đến giờ này chúng tôi nghĩ rằng anh vẫn hãnh diện là một sĩ quan trẻ anh chị khi ra hải ngoại ok anh vẫn đóng góp cái đó giờ trước khi đi ra hải ngoại anh bị cộng sản cầm tù khi nói đến sĩ quan tranh chính trị, cộng sản sẽ dành những cái án đặc biệt cho các anh. Anh trình bày câu đó nhé, à, thưa anh. Đúng, cộng sản nhìn chúng tôi và so sánh chúng tôi, cái tầm quan trọng của chúng tôi cũng như là người chính ủy của đơn vị cộng sản, cho nên chúng tôi là cái đối tượng cao nhất mà chúng nó nhắm vào để trừng trị và trả thù. À, trong cái thời gian đầu Tức là gọi là thời gian học 10 bài đó Rồi làm cái tổng kiểm điểm Mà có những cán bộ từ ngoài Bắc vào Để mà ngồi để mà nghe chúng tôi tổng kiểm điểm Mỗi cán bộ ngồi với một A Tức là một tiểu đội Có 10 người Họ ngồi liên tiếp trong nhiều đêm nhiều ngày như vậy Để nghe chúng tôi phát biểu và tổng kiểm điểm để nhận tội Thì cái tội mà họ cho quan trọng nhất và nặng nhất đáng trừng trị mà cái lời phê của họ đó là sẽ cải tạo lâu dài đó là những người sĩ quan chiến tranh chính trị những người sĩ quan an ninh tình báo rồi xuống đến nữa là những sĩ quan pháo binh rồi những đơn vị đặc biệt như là biệt động nhảy dù thủy quân lục chiến kèm theo còn những yếu tố phụ nữa ví dụ như anh đã chiến tranh chính trị anh đã tình báo đã an ninh đã pháo binh rồi mà anh còn là người công giáo anh là còn là người bắc di cư anh là còn là người thuộc đảng dân chủ thì cái tội nó còn nặng thêm nữa đây thì đối với anh em chúng tôi chuyên đang chính trị là chúng tôi bị cầm tù phải nói là từ 6 năm trở lên bản thân tôi 10 năm đó. và chúng tôi biết là họ đã nhìn chúng tôi như vậy đó họ nhìn chúng tôi quan trọng như họ như vậy mà trong thực tế như tôi vừa trình bày trong phần trước thì cho thực tế chúng ta sĩ quan trên anh chị của quân lực miền Nam Cộng Hòa không có quan trọng như cái chính địa biên của Cộng sản à, nhưng mà Việt Cộng thì nó như tôi nói suy bụng ta ra bụng người cho nên nó coi chúng tôi rất là ác ôn và chúng tôi được biết khóa một đã cũng cho anh chị có một số sĩ quan đã vô cùng can đảm trong suốt cái thời gian cộng sản cầm tù mà họ gọi là cải tạo cái đó là một trong những cái mà những người trong quân đội tất cả những người đã nhìn thấy và biết được đã nhìn thấy cái sự gọi là tinh thần quả cảm của cái sức tranh chính tranh tranh chính trị mà họ đã thể hiện ngay trong trại tù cái điều đó anh biết và anh chia sẻ như thế nào à, thưa anh thưa quý vị là một người xuất thân trường Đại học Chiến tranh Nhân trị. Tôi có thể hãnh diện mà nói với đồng bào tôi rằng và nói với những đồng đội của chúng tôi rằng ở trại tù Cộng sản trong hàng chục năm, tôi, bản thân tôi và cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa nghe một cái gương xấu nào của một người cựu sinh viên sư quan chiến tranh Nhân trị ở trong trại tù nói về cái mặt bất khuất và dũng cảm thì nó tùy theo mức độ khác nhau, có người cao có người thấp, à, mức độ chịu đựng có người cao và có người thấp. Nhưng mà phải hèn hạ cúi lòn và khuất phục quân thủ thì tôi xin thưa rằng tôi không thấy một người sĩ quan của trường đại học thiên an duy tịnh nào khuất phục. Được. Đặc biệt à, chúng ta có những gương rất là sáng ngời. Quý vị à, có thể là biết nghe trên đài phát thanh nhiều báo chí đã ca tụng đại viết Quách Dược Thanh là khoa một chuyên gia nhân tỷ là bị nhốt tù ở tại vườn xoài tại vườn xoài ở vùng 4 là một cái trại tuy là ở miền Nam nhưng mà cũng khắc nghiệt bởi vì do quản lý bởi những cái cán bộ miền Nam du kích miền Nam nói thẳng đó là những tay hồi xưa là chăn trâu ở đợ những tay nó mang nặng cái hận thù giai cấp và nó cũng bị thiệt thòi nhiều trong chiến tranh cho nên khi nó nó cai quản cái đại tù nó áp dụng những hình phạt rất là khắc nghiệt và đó cũng là những tên mà gọi là thất học cho nên khi ở trong đại tù thì người bạn của tôi là đại úy Quách Dược Thanh đã có những lần đứng lên phát biểu đấu lý, cãi lý với Cộng sản để nhằm giải thích cho họ biết cái sai của họ và cái chính nghĩa của miền Nam Việt Nam thì họ cãi không nổi bởi vì cái trình độ đâu mà cãi và thứ nhì nó không có chính nghĩa đâu để mà cãi lại một người sĩ quan tốt nghiệp chiến đấu như thị về cái mặt lý thuyết cho nên họ đã nhốt anh bạn tôi vào một trong cái thùng connect. và một đêm đó thì cái tên cán bộ ba thu ba thu ba thâu gì đó đó ba thâu à, đã mở cửa cái connect đó và dùng cái khăn để thắt cổ anh Quách Nhật Thanh chết ở trong cái thùng con đó. Đó cũng là cái thời điểm mà nó giết ông cựu đại tá Nguyễn Đức Xích cũng là một người rất là kiên cường ở trong trại tù. Thì nó đã chú ý ông Nguyễn Đức Xích là đi ra ngoài hàng rào. Làm cái gì đó tôi không nhớ nhưng mà khi ra đến hàng rào thì nó bắn chết ở tại hàng rào. Thì đó là hai người mà chúng tôi thấy đó là cái gương mà bất khuất ở trong trại tù cải tạo. Thì sau này tôi cũng có viết một cuốn sách về cái chuyện trong trại tù cải tạo là cuốn cuối tầng địa ngục và tôi cũng nêu lên những cái gương bất khuất không phải chỉ có những cấp sĩ quan mà ngay cả những người binh nhì trung sĩ và ngay cả những người dân vệ nghĩa quân và ngay cả những thanh niên chưa hề có một ngày cầm súng cũng có những cái gương bất khuất rất là đặc biệt rất là đáng ghi nhớ ở trong trại tù cải tạo vâng ở à, thưa anh phúc qua cái vấn ừ. đề đào tạo khó khăn qua cái vấn đề mà được tung ra ngoài đơn vị tác chiến trong cái thời gian chiến tranh nghiệt ngã như vậy sau 10 năm anh bị cộng sản cầm tù khi ra hải ngoại chúng tôi có cảm tưởng lúc nào anh cũng hãnh diện là một sĩ quan cho anh chị và chúng tôi được biết anh luôn luôn nói và tự nhận rằng hình như anh đang làm công tác chiến tranh chính trị mà hầu như anh đã chưa được thỏa chí thực hiện trong nước khi mà đất nước đang chiến tranh cũng như là thời gian anh bị cầm tù và hiện nay ở hải ngoại anh được thỏa chí tăng bồng để cái thực hiện cái mà tôi nói là chuyên nghiệp anh được đào tạo mà trường mẹ đã kỳ vọng ở một sĩ quan cho anh chị tôi nói như vậy anh nghĩ thế nào thưa anh thực ra tôi hãnh diện cao hơn tôi đánh nhiệt tôi là một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó tôi là một người sĩ quan chiến tranh chính trị. Khi tôi cầm cái lá đơn nộp vào quân trường hiện dịch, thì cái mơ ước và cái hoài bão của tôi là thăng tiến trong quân đội, đem sức của mình phục vụ quân đội và sẽ sống và chết với quân đội. Nhưng mà không ngờ tôi bị loại ra khỏi vòng chiến sớm bởi vì tôi cũng bị thương nhiều lần và khi về không quân thì tôi giải ngũ thành ra tôi ra khỏi quân đội từ năm 1974 và sau đó thì chúng ta mất nước là chạy qua đến đây thì cái lý tưởng quốc gia và cái lòng nhiệt tâm phục vụ của tôi vẫn còn ở trong cái bầu máu nóng của tôi cho nên tôi đã hoạt động 25 năm ở tại Hoa Kỳ à, tôi đã hoạt động không ngừng nghỉ tất cả làm những điều gì để đóng góp cho cái sự nghiệp chống cộng của tất cả đồng bào Việt Nam hải ngoại, đóng góp cho đồng bào quốc nội để nhằm lật đổ chế độ Cộng sản. Thì tôi luôn luôn hãnh diện và tôi nghĩ rằng những việc tôi đang làm ngồi đây với anh ngày hôm nay cũng là một phần trong công tác chiến tranh chính trị mà ngày xưa chúng tôi bị dỡ ra. Anh nghĩ rằng cái lục đại chiến hồi nãy ừ. anh kể ra, cái lục đại chiến đó có một phần nào giúp anh trong đời sống hiện tại mà qua cái tinh thần anh vừa nói không tại Hoa Kỳ? Thưa anh, à, dĩ nhiên là có. Cái quan trọng mà tôi học hỏi đó là cái quần chúng chiến. Cho nên đó, ngày hôm nay ở tại cái hải ngoại này, cái quần chúng của chúng ta nó ô hợp hơn là cách đây 10 năm. Những cái thời gian trước sau năm 1975 cho đến 85 cho đến 90 cho đến 2000 cái quần chúng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại tương đối là hợp nhất đồng nhất bởi vì gồm những người trốn chạy chế độ cộng sản những người từng chiến đấu những người từng tù đày để qua đây nhưng mà vào cái thập niên sau này khi mà Mỹ mở bang giao ra và nới rộng cái chương trình đoàn tụ rồi có những chương trình kết hôn giữa người mỹ ở tại đây về việt nam kết hôn rồi con cái những người cự, cựu quân nhân cựu tù những người con cái những người tị nạn cũng về việt nam để kết hôn với những người bên đó và dĩ nhiên khi họ kết hôn thì chúng ta không kiểm soát được họ đã len lọt vào đây những người cán bộ đảng viên cộng sản hay là cảm tình cộng sản hoặc ít nhất là những người đã sống trong chế độ cộng sản mấy chục năm thì dù họ có ngày xưa họ có gia đình của chúng ta đi nước nhưng bây giờ họ đã bị ảnh hưởng của chế độ cộng sản mấy chục năm Thành thì khi học qua đây, nó tạo thành một lớp quần chúng rất là ô hợp. Chúng ta học quần chúng diễn để chúng ta biết cách đối phó với cái lớp quần chúng ô hợp đó. Tôi xin thưa như thế này, ngày nay tôi là chủ tịch của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì trong những năm vừa qua, anh em, em chúng tôi có nói rằng cái thế hệ của chúng ta năm nay cũng 70, 80, rồi cũng phải phải ngưng lại và bàn giao lại cho thế hệ nối tiếp. Và cái chuyện bàn giao cho thế hệ nối tiếp không phải ngày hôm nay tôi mới thưa với anh, mà chúng tôi đã có cái suy nghĩ đó kết đấy có hơn 10 năm rồi. Cố gắng để đưa vào trong sinh hoạt cộng đồng, nâng họ lên làm chủ tịch cộng đồng những cái cộng đồng địa phương. Trong cái, cái lứa tuổi của họ 40-50, chúng tôi đã có cái chương trình đó. Nhưng mà thưa anh, bây giờ phải thẳng thắn mà nói rằng là cái đó là một điều rất khó bởi vì chúng tôi đã có những kinh nghiệm quá đau đớn. Kinh nghiệm thứ nhất là kinh nghiệm Madison Nguyễn ở tại San Jose. Kinh nghiệm thứ nhì là kinh nghiệm Hoàng Duy Hùng ở tại Houston là những người mà trước đây họ tỏ ra rất là 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 hoạt động chống cộng đắc lực. Nhưng mà khi họ nhảy vào hoạt động cộng đồng, họ dùng cộng đồng làm cái bàn đạp để nhảy vào cái nghị trường của của Hoa Kỳ dân cử của hoa kỳ và khi họ đạt được cái nguyện vọng đó họ quay lưng trở lại phản bội chúng ta và hiện nay cái giới trẻ mà hiện nay chúng tôi đang kỳ vọng vào trong sinh hoạt cộng đồng chúng tôi cố gắng muốn tin họ vào nhưng mà một phần đó, tại vì cái sự hiểu biết về cộng sản họ không có mà chúng ta không giáo dục được cho họ về cái vấn đề hiểu biết cộng sản được cái kinh nghiệm về cộng sản là những người phải trải qua thì mới có kinh nghiệm nó no, xin lỗi nó cũng giống như kinh nghiệm của một cô gái còn tin chỉ có khi mất tin thì mới biết là mới biết là mình sai còn nếu mà chưa mất tin thì cũng cũng vẫn còn tin những thằng sở khanh thì đây là những người trẻ cũng vậy họ sống trong cái môi trường xã hội tự do dân chủ học những điều ngay thẳng thành thật họ đâu có nghĩ là có những cái loại người nhất cộng sản mà nó gian dối nó mưu lược nó lừa lọc như vậy cho nên đây là hai điều mà là mưu lược chiến và quần chúng chiến là hai điều mà chúng ta đặt trọng tâm của chúng là là phải vận động vận động những người trẻ đó nhưng mà về cái mưu lược là chúng ta cũng truyền thụ lại cho họ một phần cái mưu lược để trông à, còn ngoài ra có những vấn đề như tổ chức chiến thì đương nhiên là tổ chức phải kiện toàn thì đó là những điều mà chúng tôi học hỏi của ngành chiến tranh thì và bây giờ chúng tôi có thể áp dụng ở tại hải ngoại này dạ vâng thưa anh có một ừ. cái điều mà cũng khá quan trọng mà hiện nay chúng ta thấy tất cả những người tị nạn đều đề cập đến. Chúng tôi muốn nói đến một trong cái lục đại chiến đó. Vâng. Qua cái sự phức tạp của quần chúng chiến anh vừa nói. Vâng. Qua cái vấn đề phức tạp và ô hợp của người lớn và người trẻ trong cái sinh hoạt bình thường của người Việt Nam tại hải ngoại. Chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề rất quan trọng trong lục đại chiến. Tình báo chiến hiện nay có những cái mũi dùi và có những cái kế hoạch trong lãnh vực tình báo chiến sĩ quan khóa một nhà anh chị xin anh phân tích qua cái vốn liên đã được đào tạo từ trường mẹ về tình báo chiến hiện nay tại hải ngoại thưa anh nếu anh muốn nghe sự thực bác xin mời anh thì chúng ta hình như là yếu thế trước đối phương của chúng ta về mặt tình báo chiến. Yếu thế là đại vì thế thế nào? Chúng ta cộng đồng người Việt tị nạn tuy có đầy đủ phương tiện khả năng dồi dào tất cả mọi thứ nhưng mà chúng ta không có một cái tổ chức. Ngược lại, kẻ thù của chúng ta là Cộng sản nó có một đất nước, nó có một chính phủ, nó có một cái ngân sách. Tại Hoa Kỳ nó có một tòa đại sứ và nhiều tòa tổng lãnh sự. Nó đưa qua hợp pháp những nhân viên tòa đại sứ tòa tổng lãnh sự để làm công tác tình báo nó đưa qua một cách chui lén qua những người tị nạn vượt biên vào những thời trước gài lại và bây giờ nó mới bắt đầu lộ diện ra hoạt động nó đưa qua bằng cái chương trình đoàn tụ gia đình nó đưa qua bằng chương trình kết hôn và hiện nay nó đưa qua bằng chương trình du học sinh cái số lượng cán bộ tình báo của việt cộng ở tại hoa kỳ là một số rất đáng kể cái số lượng đáng kể nhưng mà cái khả năng tài chánh nó lại càng đáng kể hơn bởi vì cộng sản nó có thể nó bỏ hàng trăm hàng triệu đô la hàng chục triệu đô la để nó hoạt động để nó làm những tờ báo ban đầu quay vô thưởng vô phạt những đài truyền hình bắt đầu cũng treo cờ vàng cũng chống cộng những đài phát thanh nhưng mà bắt đầu nó từ từ nó 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 nhuộm đỏ chúng ta như là quý vị có đọc cái bài mà con ếch mà luộc đó đó thì đó nó như vậy tức là nó đi từ nhẹ đến nặng, đi từ thấp đến cao, đi từ chỗ không có gì để đi đến một chỗ là nó sẽ chiếm ngự hoàn toàn. Mà cái người Việt quốc gia thì từ trước đến nay vẫn thường thường là sơ hở và thờ ơ trong cái vấn đề này. Tôi lấy ví dụ, Việt Cộng nó có thể nó bỏ tiền ra, nó mua, nó lập một cái ban biên tập, một tờ báo đầy đủ, trang bị in rất là đẹp in như là digital nhiều màu sắc bìa lộng lẫy láng nó in một cái tờ báo của nó tại đây đẹp không thua gì một cái tờ quảng cáo một cái tập quảng cáo của Messi bài vở xúc tích những cái bài rất là rất là là là, là hấp dẫn về thể thao về sắc đẹp về phụ nữ về thời trang trong khi đó người Việt hải ngoại chúng ta 40 năm qua chúng ta nhìn lại những tờ báo của người Việt hải ngoại có cái gì bây giờ có tiến tới in offset đi nữa in digital đi nữa thì bài vở cũng bởi vì báo của hải ngoại là chỉ có một ông chủ nhiệm vừa kiêm chủ bút vừa kiêm tổng cái nhiều lắm là thêm một hai người làm một công tác cắt xét lấy tin tức từ internet bỏ vô họ không có đủ người ngay cả không đủ trình độ để họ đọc một cái bài của Việt Cộng mà họ thay đổi cái ngôn ngữ để cho phù hợp với ngôn ngữ của chúng ta. Tôi đã đọc nhiều tờ báo của chúng ta. Những người chống cộng rõ ràng, bạn tôi chống cộng bê ừ. nguyên cả cái bài của việt cộng vào những cái danh từ của việt cộng bức xúc rồi hồ hởi này đó. đọc tôi đọc mà tôi chỉ có muốn giục cái tờ báo đi nếu mà không nghĩ đến cái tình của người bạn thì tôi đã giục tờ báo đi rồi thì tôi nói tức là cái cái sự thờ ơ của mình và cái sự thiếu khả năng và phương tiện của mình làm cho mặt tình báo này này chúng ta đang phải lùi bước tôi nói thẳng chúng ta lùi bước một vấn đề gần nhất mới nhất chúng tôi được biết mà hôm nay tôi xin thưa với anh và thưa với đồng bào ở tại Richmond, thủ phủ của tiểu bang Central Virginia, có một tổ chức hội người Việt thành lập cách đây 10 năm. Cái người chủ tịch hội người Việt đó là một cô gái mà trong cái email của cô, cô kê ký tên là BB Trần. Cô đó là con của một người chiến sĩ quốc gia chúng ta, Cô cũng là bản thân cô cũng là một người có tinh thần chấp cộng nhiệt tình. Nhưng mà tôi không biết những người mà đứng sau cái hội người Việt đó là những loại người nào. Mà vừa qua hội cựu quân nhân ở Richmond nghĩ nghĩ rằng cô cô con gái này là người quốc gia cho nên đến mượn cái trụ sở để tổ chức cái ngày 19 tháng 6. Thì sau khi thương lượng qua lại thì bên kia họ đưa ra điều kiện họ bảo rằng không được treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa không được làm lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và họ đưa thêm điều kiện là những người cựu quân nhân đến đó không được mang họ dùng chữ quân hàm, họ dùng chữ trực ban. Tôi đọc cái email thì tôi biết đây là cái tay của việt cộng, cái email của việt cộng bởi chữ trực ban, chữ quân hàm không phải là chữ của Việt Nam Cộng Hòa và khi mà họ giải thích cho cô chủ tịch, họ bảo là chúng ta không làm chính trị cho nên không không đem chính trị vào đây. Tôi không hiểu là một cái hội người Việt là một hội gì đó không phải là một hội thương gia, không phải là một hội văn học, đó là một hội chính trị, hội người Việt đại diện cho người Việt mà người Việt đây là người Việt tị nạn, đó mặc nhiên đó là một hội chính trị mà những người trong hội đó ngoại trừ có chủ tịch, tôi xin lỗi ngoại trừ có chủ tịch à, coi như hội không hoạt động chính trị, không muốn cho những cái việc đó vào thì tôi thấy đó là một cái báo động, đó cái tình báo của việt cộng nào đó tôi không chụp mũ cho họ là việt cộng nhưng mà tôi nhìn cái hình thức sinh hoạt của họ, nhìn cái đối xử của họ thì tôi có quyền đặt nghi vấn, à, đừng gọi tôi chụp mũ được thưa kiện tôi nữa nha tôi tôi cũng mệt lắm rồi tôi không có chụp mũ họ là việt cảm nhưng mà tôi nhìn cái phong cách hoạt động của họ không phải là người quốc gia chúng ta, đó chỉ là một ví dụ của một địa phương mà tôi biết cái ví dụ đó có thể nhân lên tại nhiều địa phương khác rất nhiều ví dụ tại minnesota kỳ vào rồi đạp vi thương qua tổ chức văn nghệ, cái người bầu xô tổ chức văn nghệ đó là người trong gia đình cựu quân dân chúng ta và khi mà cộng đồng tại đó biểu tình để mà chống đối thành công, là tức là hủy bỏ cái show diễn, thì cái người đó, cái người bầu show đã dọa kiện cái ban tổ chức biểu tình. Mà không ai xa lạ, họ không phải là người từ của Việt Cộng, mà họ chính là người trong gia đình cựu quân dân chúng ta. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ cái đồng tiền làm cho họ mở mắt. Và đa số những người mà làm bầu số tổ chức cho Đàm Vĩnh Hưng hát tại Hoa Kỳ này, là những người có làm ăn buôn bán quan hệ với Việt Cộng. Tôi bảo đảm điều đó. Tại San Antonio cũng xảy ra trường hợp như vậy. Và những người đó cũng dọa, đe dọa kiện và dùng những lời lẽ rất là rất là thiếu giáo dục để chống lại cái ban tổ chức biểu tình. Thì chỉ có lời lẽ mất văn hóa của Cộng sản thì mới chửi lại anh em chúng ta như vậy thôi. Tôi không nói họ Cộng sản nha, xin lỗi nha. Nhưng mà họ làm những hành vi như vậy thì để cho quý vị phán xét. Vâng, à, thưa anh Cúc, <laughs> qua cái sự phân tích hiện tại anh vừa trình bày, qua vấn đề quần chúng chiến, vấn đề tổ chức chiến và đặc biệt anh vừa đề cập đến tình báo chiến, chúng tôi nhận thấy rằng hầu như anh và tất cả chức quan chức anh, anh chị trong một cái phút chốc nào đó có thể anh thể hiện và bộc lộ cái chuyên nghiệp của mình. Thưa anh, qua cái lăng kính của một chuyên viên cho anh chị, phần chót anh nói về trường mẹ đã đào tạo anh. Dù rằng trường mẹ khó khăn, dù rằng trường mẹ không đủ phương tiện, nhưng mà dù muốn dù không, tất cả những lời anh vừa nói, Đỗ Văn Phúc, khóa 1, Xin chào anh chị, xin mời anh. Thưa anh, à, cái này chúng ta coi như trở lại gần như là cái phần đầu mà chúng ta chưa nói hết. Tại vì sao những cái khó khăn trong ngành chiến tranh thì đã xảy ra. Thế quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một mô thức nhỏ của quân lực Hoa Kỳ. Cái khi mà Phái bộ cố vấn quân sự Hoa Kỳ đầu tiên đến để mà bàn bạc với tổng thống Ngô Đình Diệm để thành để mà cải tiến quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thì họ đã có một cái nhìn chiến lược. Bây giờ nhiều người phê phán họ là sai. Họ đã nhìn cái chiến tranh tương lai và cái thời đó họ nhìn chiến tranh tương lai là một cái cuộc trận địa chiến. Cho nên họ muốn tổ chức quân lực Việt Nam mô phỏng theo đúng là một cái quân lực Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ có ngành gì, bên quân lực Việt Nam có ngành đó đánh nhau bằng trận địa chiến từ các đơn vị trung đoàn, sư đoàn với pháo binh yểm trợ, không quân yểm trợ. Mà họ quên một điều vào cái thời điểm đó, quân đội Bắc Việt nó dùng chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông. Mà cuộc chiến tranh du kích thì không có trận địa, không có đơn vị, đại đơn vị, không phi pháo yểm trợ như, như, như chúng ta đã dự liệu. Chính Tổng thống Diệm đã phản đối cái hình thức tổ chức quân đội đó và đó cũng là một phần để cho cái sự mà lật đổ và đưa đến cái chết đau thương của tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi vì người Mỹ họ khi họ ý họ có tiền, họ tổ chức quân lực này, họ muốn quân lực này phải như quân lực họ. Mà họ không nghĩ đến cái hậu quả, họ không nghiên cứu sâu xa. Thì cái lý do đó cho nên vào cái thời đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có cái ngành chiến đa nhiên trị. Quân đội Hoa Kỳ họ cũng không, khó, không có ngành chiến đa nhiên trị mà họ chỉ có cái sai tức là tâm lý chiến. Và cái sai ốp của họ là chỉ có bay máy bay trên trời thả truyền đơn kêu gọi binh sĩ địch là cái nhiệm vụ chiến tranh trị độc nhất của họ. Ngoài ra đối với đời sống binh sĩ thì họ có cái tổ chức là USO, à, tổ chức PX để lo cho đời sống binh sĩ tức là mua hàng miễn phí, à, miễn thuế, bán giá rẻ hay là có USO đưa những cái phái đoàn bóp hóp đồ qua để mà ca hát nâng cao tinh thần. Nhưng mà họ không có một cái tổ chức chiến tranh như trị. Cho nên khi mà chúng ta học theo quân đội của Đài Loan lập lên cái ngành chiến tranh chính trị và tổng cục chiến tranh nhân trị thì không có ngân sách của Hoa Kỳ để đài thọ cho cái ngành chiến tranh chính trị của chúng ta ngành hậu cần à, tổng cục tiếp vận thì có tiếp vận của Mỹ tham mưu có tham mưu của Mỹ pháo binh có pháo binh của Mỹ nhưng mà ngành chiến tranh chính trị Mỹ không có cái tổ chức đó cho nên đó, cái quân viện dành cho tổng cục chiến tranh chính trị của Việt Nam cộng hòa là nó lấy từ cái tiền ngang hàng với cái phòng tâm lý chiến của Mỹ và đó là một tổ chức nhỏ trong quân đội Mỹ cho nên tiền cho cái ngành chiến hành nhân trị chúng ta không có cho nên lý do là đó là lý do mà chúng ta nghèo đó cũng là lý do mà chúng ta phải nhập cái cục quân tiếp vụ vào tổng cục chiến tranh nhân trị bởi vì nhập cái cục quân tiếp vụ thì chúng ta có thêm cái ngân sách của cái PS của Mỹ đưa vào à, anh tìm thấy điều đó cho nên cái ngành chiến tranh nhân trị nghèo Ngành đã nghèo, thì đương nhiên trường phải nghèo. Nhưng mà tôi nghĩ trường nghèo, nhưng mà tôi cũng rất là sung sướng bởi vì trường tuy nghèo, nhưng mà chúng tôi lên đó cơ sở thì thiếu phương tiện, này nọ. Nhưng mà chúng tôi cũng được cư xử trang bị đầy đủ. Chúng tôi cũng có những bộ y phục dạo phố mùa hè, y phục dạo phố mùa đông, đại lễ. cũng Nghĩa là tất cả chúng tôi ăn uống cái bữa ăn của chúng tôi rất là lịch sự, rất là đàng hoàng. Ăn đầy đủ sức khỏe và rất ngon. À, thì nếu mà so với cái cơ sở thì không thể tánh được cho nên chúng tôi không có buồn không có buồn vì cái cơ sở mà chúng tôi khi nào cũng phân khích là do cái sự do cái sự dòm cái, cái, cái ưu tư lo lắng cho chúng tôi à, từ những cấp sĩ quan cán bộ cho đến các vị chỉ huy trưởng mà cái người chỉ huy trưởng mà sau này các khóa về sau này họ kêu là bậc thầy quý trọng như một bậc thầy và gọi bằng thầy đó là cựu đại tá cố đại tá nguyễn quốc bình à, cho đến khóa 2, khóa 3, khóa 4, thì là khoa 3, khoa 4, khoa 5, khóa 6 là những người mà đi theo gọi là thầy Quỳnh, chứ không gọi đại tá Quỳnh mà gọi là thầy Quỳnh. Mà khi nói chuyện với ông họ sư con, chứng tỏ là cái tình cái là cái tình thầy trò đó, đó là những cái điều mà ghi nhận ở trong cái cái thâm tình của ngành chiến tranh chính trị. Vâng, thưa anh Phúc, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc, một sĩ quan được gia nhập khóa 1 Đại học nhà anh chị là khóa đầu tiên của ngành chính trị mà được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành sĩ quan đóng góp cho lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tất cả những chi tiết anh vừa nói có thể trở thành một trong những cái tài liệu lịch sử cũng như điều anh chia sẻ đời sống hiện tại của một sĩ quan chính tranh trị và những công tác hiện nay anh đang, đang tham gia và đóng góp. Xin được cảm ơn anh trong cái chương trình hôm nay được nói chuyện với anh. À, xin cảm ơn anh Bùi Dương Liêm, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Người Việt Nam có câu là sự thật mất lòng. Cái cuộc chiến xảy ra đã hơn 40 năm rồi. Bây giờ chúng ta trở lại nói không ngoài mục đích là chúng ta tìm hiểu cái căn nguyên, hiểu tại vì sao chúng ta đi đến cái tình trạng như vậy. À, chúng ta nói để học hỏi cái kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Cho nên nói là nói hết lòng, nói thẳng là nói thật. Vâng. Xin cảm ơn anh, xin vâng. cảm ơn tất cả quý vị. Chương trình phỏng vấn một tìm hiểu một lần nữa xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Và chương trình phỏng vấn một tìm hiểu xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.